FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mở cược cho tất cả các giải đấu của các bộ môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, các bộ môn thể thao điện tử eSports, các loại cược đa dạng. Tỷ lệ cược hấp dẫn, nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng chỉ trong 5 và 10 phút. Nhà cái duy nhất hợp pháp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Tổ chức và đồng hành cùng các thành viên FB88 trong các sự kiện thể thao hàng đầu. Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Nhật Bản và U23 Nam Phi. Đây là trận đấu thuộc môn bóng đá nam của Olympic Tokyo và sẽ được diễn ra lúc 18 giờ ngày 22 tháng 7. Và trận đấu này U23 Nhật Bản sẽ được đánh giá đội cửa trên, và theo mức tỷ lệ kèo của nhà cái FB88 đưa ra thì U23 Nhật Bản sẽ chấp U23 Nam Phi với mức kèo chấp là 1.25. Mức kèo cũng có thể tăng là 1.5 và cũng bị hạ xuống còn 1 trái, và mức tài xỉu trận đấu là 2.5 và cũng có thể hạ xuống còn 2.25 và cũng có thể tăng 2.75. Thì trước khi đi vào nhận định của các bạn, cho mình xin một like video, một subscribe kênh nhé. Thì trong quá khứ thì U23 Nhật Bản và U23 Nam Phi có một lần chạm trán với nhau, và lần chạm trán đó thì U23 Nhật Bản đã giành chiến thắng trước U23 Nam Phi. Năm trận thi đấu gần nhất của U23 Nhật Bản thì họ thắng 2 hòa 1 và thua 2. Năm trận thi đấu gần nhất của U23 Nam Phi thì họ thắng 1 hòa 2 và thua 2. Và trận đấu này với mức kèo như thế này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cửa U23 Nhật Bản trận đấu này. Mặc dù cái mức kèo chấp cũng khá cao, nhưng mà xét về thực lực ở hiện tại thì U23 Nhật Bản vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn U23 Nam Phi. Cái thứ hai này, chúng ta xét về phong độ của thành tích ở đầu á thì U23 Nhật Bản họ cũng đang chiếm lợi thế hơn. Và cái điều thứ ba nữa là trận đấu này U23 Nhật Bản có lợi thế sân nhà, và mình nghĩ với cái tư cách là đội chủ nhà và gặp cái thủ cũng khá là dễ chịu như Nam Phi ở lượt trận khai màn thì cũng không lý do gì U23 Nhật Bản họ không giành chiến thắng nào trước U23 Nam Phi cả các bạn. Cho cháu này mà nào tin tưởng mình thì các bạn ưu tiên đi cửa chủ nhà U23 Nhật Bản, mình sẽ rất là sáng cho các bạn. Trận đấu này các bạn có thể là đừng đá U23 Nhật Bản vội, mà các bạn đợi cho mức kèo chấp hạ xuống khoảng 1 trái hoặc là 0.75 thì các bạn vào hãy cho an toàn. Và mức tài xỉu trận đấu này là 2.5, 2.75 và 2.25. Thì mặc dù trận đấu này U23 Nam Phi không được đánh giá cao bằng Nhật Bản, nhưng mà muốn ăn mấy thằng châu Phi này Nhật Bản cũng không phải gọi là dễ dàng đâu. Cho nên mình nghĩ trận đấu này Nhật Bản chỉ giành chiến thắng trước U23 Nam Phi với tỷ số là 1-0 hoặc là 2-0 là cùng thôi. Cho nên mà nào tin tưởng mình nữa thì các bạn ưu tiên đi cửa xỉu 2.5 ở trận đấu này. Và mức hiệp một hay mức kèo chấp nửa trái và tỷ số là 1 trái thì hiệp một các bạn hãy là ưu tiên trận cửa U23 Nhật Bản, và các bạn đại cho cái mức kèo tài hạ xuống khoảng 0.75 thì các bạn vào hình đó. Hiệp một U23 Nhật Bản sẽ có một bàn thắng trận trước U23 Nam Phi. Và tóm lại trận đấu khuyên các bạn chọn U23 Nhật Bản, và các bạn chọn xỉu ở hiệp một chọn U23 Nhật Bản và chọn tài 0.75. Và cảm ơn FB88 đồng hành cùng mình ở video này. Xin chào hẹn gặp lại.